Hey, yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại đến channel của mình. Chào mừng các bạn đã quay lại đến channel của mình nha. Hôm nay là mình sẽ chơi lại con Tekken Angela nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ cầu là hỏi gì biết không? Cầu cơ nha các bạn. Cầu cái linh hồn cơ xung quanh đây, là như chẳng hạn những cái linh hồn ở ngôi đường đây nha các bạn, để mình cầu vô con mèo để thử nha các bạn. Nói chung là để tí nữa mình sẽ đọc bài vì là các bạn biết mình đang cầu gì là biết liền. Đây, bữa nay Hồ Quỳnh sẽ đọc cái bài đấy nha các bạn. Nói chung Hồ Quỳnh đã thuộc cái bài đấy, bữa nay phải mướn Hồ Quỳnh xuống. Ok, let's go luôn, giờ bắt đầu chơi nha các bạn. Bữa nay chơi chắc luôn ạ. Coi thử nó ra sao, coi thử hồn nó có vô con mèo không các bạn. Và nói chung là bây giờ cũng là 3 giờ nha các bạn. Và một cái máy đây là mình sẽ, nói chung là mình sẽ do ma. Ôi, nó lấy nét không được các bạn ơi. Đây giờ là 3 giờ nha các bạn, 3 giờ mấy phút mình cũng thấy nữa. Đó là cái điện thoại, đây là mình dò ma nha các bạn. Mình dò ma, mình vừa đọc cái bài cầu cơ đấy, cái bài vì đó. Và coi thử có những linh hồn nào nó tới không. Mình đã nhập vào con mèo nha các bạn. Rồi, bắt đầu mình chơi thôi. Let's go. Hello các bạn nha. Bây giờ là Hoàng Huynh nó sẽ chơi thử con mèo trước nha các bạn. Nghiến đi ho ho cùng khí. Chuyện nó chơi con mèo trước, coi thử có hiện tượng gì không nha các bạn. Rồi nó sẽ tí nó sẽ đọc IV. Giờ chơi thử trước nó có hiện tượng gì không ạ. Rồi. Chơi. Hello Angela. What's your name? Where are you from? Đi bài mày đọc đi anh, đi bài. Cứ chơi thôi. Hello Angela. What are you? Gió lên. What are you? How old are you? How old are you? What do you do? Anh chưa có biểu hiện gì hả? Tiếp đi. What's your name? What's your name? What's your name? I am Angela. Angela. How old are you? How old are you? Where are you from? Where are you from? What's your name? What's your name, Angela? What's your name, Angela? What's your name, Angela? How are you? How are you? How are you? Nói chung này với mình chơi là nó cũng không có hiện tượng hết nha các bạn. Giờ mình sẽ cầu. Mình sẽ đọc bài vì để có thử nó có hiện tượng gì không nha các bạn. Chứ này với mình chơi là không có hiện tượng gì hết. Rồi, Vinh đọc nha Vinh. Giờ Vinh nó sẽ đọc nha các bạn. Giờ lên đọc chữ gì đây? Đọc cái bài vi đó. Con này nó nói thì nó nói theo nhỉ. Đỡ mình nhỏ tiếng cái con Angela lại nha các bạn. À tắt con Angela. Mình sẽ tắt cái con Angela và mình giờ mình sẽ giao ma. Rồi. Và mình đỡ cái giao ma lại, đỡ cái vét ma lại. Và Hồ Quỳnh nó sẽ đọc cái bài cầu như các bạn, bài vi nha các bạn. Rồi. Được không? Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên Hà Nội mấy ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui. Gió đang lên các bạn ơi. Đơn ca em cứ đọc hát vui cười, tà thơm bánh ngọt tái tươi đại hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tận tình tán gió nước mây với hồn. Sóng to gió cả dập dờn. Hồn đi lỉ bóng hồn hôn một mình, qua đây vì bạn thân sinh, ghé đây vì bạn kết tình âm dương. Hồn dầu chớ đắn đo mấy lời tâm sự nhỏ to,
hồn ai qua đó thấu cho tâm lòng, hạt hồn ở bể sông ngọn suối, hạt hồn ở bụi chuối cành đa, nương bóng chiều tà, lãng quách la đà, mây xanh, gió mưa dồn dập, mưa dãi gió, tràn ngập cô đơn. Đâu ấy? Hồn đường xa, hồn đường ngày hồn xa bóng nhỏ. Phải đâu? Hồn ghi lại nguồn cơn. Hồ, gió lên các bạn. Các bạn nghe thấy gió không? Gió lên không? Hồn ghi lại nguồn cơn nắng tỏ. Gió lên nè các bạn. Tắt nói đó luôn các bạn không? Việc đâu? Đây là bật việc mở nó. Ai lên? Việc nó đi, việc nó nữa. Gió tắt nó hết các bạn ơi. Chưa đọc xong cái câu bài vì mà tắt nó thôi. Tiếp không? Đọc tiếp. Hồn ghi lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn cùng hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng tan ngõ mở ngõ tiêu lời, hồn về hiểu lẽ chơi vơi dưới đây tâm sự chuyện đời muôn năm. Giờ bây giờ mình sẽ chơi con mèo nha các bạn, lớn tiếng con mèo lên mình chơi coi thử là sao nha các bạn. Nói chung cũng xong bài vì. Hello anh Sila. What's your name? What's your name, Angela? What's your name, Angela? How are you? How are you? Bạn đang có ở đây không, Angela? Hello. Linh hồn của bạn đang có ở đây không? Hello. Khó chi. Linh hồn của bạn đang có ở đây không? Hello, Angela. Hello Angela. Hello. Linh hồn của bạn đang có ở đây không? What's your name? Không nói hơn. Hello, what's your name? Linh hồn của bạn đang có ở đây không Angela? Linh hồn của bạn đang có ở đây không Angela? Angela. Không nói các bạn ơi. Giờ mà đang tắt. Hello. Linh hồn của bạn đang có ở đây không Angela? Không nói không? Chào ta. Hello. Linh hồn của bạn đang có ở đây không? Hello Angela. Hello. Nói chung là nó không trả lời các bạn ơi. Chứ không có cái triệu chứng như mà ấy hết á. Giờ đọc lại bài vì nữa. Gọi hôn lần nữa nha các bạn. Coi thử xem sao. Chứ chưa có hiện tượng gì cả. Nhỏ tiếng lại. Hay là giờ đỡ cho nó đọc luôn theo luôn cha nó. Nhỏ cái lo lại bớt được. Rồi. Lớn lên chút. Giờ mình chỉ đỡ cho con mèo đọc theo cái bài vì luôn nha các bạn. Mới đầu chưa sao ta? Hồn nào ở chốn đông bông? Mày đọc đoạn ấy, tao quên cái đoạn đấy mày. Hồn nào ở chốn đông bông? Và đây hồn cùng vui. Nói chung là mình quên đoạn đeo các bạn. Hồn nào ở chốn đông bông? Và đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dấu hồn ở khắp mọi nơi. Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cánh tiên hạt ngọ mây ngàn. Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kiếm vui. Cánh tiên xa ngạ buồn ngùi. Sao bằng cánh tục hồn vui với ơi. Gió lên các bạn. Gió đang lên. Sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca mua hát vui cười. Gió đang lên các bạn, gió lên không? Đờn ca mua hát vui cười. Ồ lạnh luôn. Đờn ca mua hát vui cười. Ồ lạnh xuống sống luôn các bạn. Đọc khó nổ luôn. Sao? Cà thơm bánh ngọt. Đờn ca mua hát vui cười.
trà thơm trà thơm bánh ngọt trái tươi đại hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình tan gió lướt mây với hồn. Dấu hồn ở dấu hồn ở ở bờ sông ngọn suối. Gió to chúng cả dục vô. Nói chung giờ mình gió lên cái mình rung luôn các bạn. Dắp luôn. Hết nhớ hết biết đọc luôn. Không quên đọc thêm ấy. Hãy đọc lại luôn. À. Mình đọc lại luôn nha. Giờ đọc lại nha các bạn. Cho nó nói theo đúng không? Tự nhiên gió nó lên ghê quá. Hồn nào ở chốn non bồng. Đặc. Và đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dấu hồn ở khắp mọi nơi. Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Chắc nữa thôi các bạn ơi, gió đang lên rất là lớn. Không biết tại sao. Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Con mèo không nói luôn. Ở gió này các bạn. Cảnh tiên hạt nội mây ngàn. Làm sao làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kiếm vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi. Sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đời đờn ca tiếng hát vui cười. Má nó lạnh nhất luôn. Đọc tiếp đi. Tà thơm bánh ngọt trái tươi đại hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây. Mày bật cái pin lên, mày dọi lên cái bụi tia cái tao quay cái mình sẽ quay cái bụi cây cho các bạn xem này. Gió nó rung này. Nói chung là phóng nhỏ lại bớt. Gió đang lớn lắm các bạn. Đó, gió đang xuống rồi các bạn. Chắc pin đi. Gió đang lên mà chó nó sửa rồi các bạn. Đó các bạn nghe không? Đâu ấy. Trận tình trắng gió nước mây với hồn. Sóng to gió cả dập dờn. Hồn đi lỉ bóng hồn hôn một mình. Qua đây vì bạn thân sinh. Ghi đây vì bạn kết tình âm dương. Hồn dầu chớ đáng đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to. Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Gió rồi, giờ không có gió luôn. Hạt hồn ở bể sông ngọn suối. Hạt hồn ở bụi chuối canh đa. Nương bóng chiều tà. Lãng quách la đà mây xanh. Gió mưa dồn dập. Dầm mưa dãi gió. Tràn ngập cô đơn. Hồn ghi lại nguồn cơn càng tỏ. Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ. Hồn cùng ta mở ngõ treo lời. Hẳn là yêu lạ chơi vơi. Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Chuyện đời muôn năm đâu? Có đâu? Sao nó không nói. What's your name? Where are you from? How old are you? What are you doing? What's your name, Angela? What's your name, Angela? What's your name, Angela? What's your name, Angela? Giờ mà nó hiện nó mất chạy. Giờ mà nó hiện nó chạy banh xác hết luôn. What's your name, Angela? What's your name, Angela? How are you? How are you? Không nghe luôn. What's your name? Nó không có hiện tượng gì hết các bạn ơi. Nói chung mình cầu nãy giờ thì nến này nến rồi nó cháy mà cũng nãy giờ các bạn. Cầu nãy giờ thì nến này nó cháy. Hello.
Nói chung mình chơi nãy giờ cũng không có cái hiện tượng gì hết các bạn ơi. Nè, mình chơi sớm như luôn, đọc 2-3 lần bài vì mà nói chung cũng không có gì hết các bạn. Cầu cầu hồn kiểu đây nước chết. Thôi, nói chung giờ đi ngủ thôi các bạn ơi, nói phía dữ không? Rồi nói chung là cái Angela này nó chắc là nó không có hiện tượng gì luôn các bạn, cũng không có hồn ma nào đâu. Nói chung là các bạn đừng có tin tưởng vào những youtuber tên YouTube các bạn toàn cái ghép không à. Thôi bây giờ mình cũng xin kết thúc video nữa, các bạn thương mình thì hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ comment nha, và hãy comment phía bên dưới để mình biết nha. Bye, hẹn lại bye các bạn.